thi đấu đầu tiên là Wen. Đúng là như vậy, Wen sẽ là con tướng mà được đánh giá là cửa trên so với cả một con Sion trong trăm tay của 369. Do đó thì JDG họ cấm con Wen này là hợp lý. Rõ ràng là T1 họ đã có cặp đôi xe Rakan rồi. Còn JDG họ cũng sử dụng Lulu. Rakan không phải là một cái tướng khống chế mạnh như là Lulu, à như là con bài là con Nautilus hay là Leona. Nên là Lulu có thể dễ dàng anh ta rỉa máu ở giai đoạn lane và đứng ở một vị trí an toàn. Tức là anh ta có thể bị tấn công đến từ Rakan nhưng tránh cái tầm đánh của Saiya ra thì anh ta vẫn có thể rỉa máu tốt. Do đó đây là một lựa chọn khá là hay đến từ JDG. Còn bây giờ thì Kha'Zix là vị tướng mà T1 họ cấm. Thực ra T1 cũng không có ngại con Kha'Zix này lắm, mà JDG mới là ngại con Kha'Zix này. Bởi vì cứ như hỗ trợ thật sự á, với kết hợp với tanker á, khá là ngại những vị tướng sát thủ. Và do đó thì lượt cấm này của T1 tôi đánh giá là cũng thực sự là hay. Và T1 sẽ cần phải chốt cái đội hình cấm của mình sau khi bên phía của Shindong Gaming họ đã xong xuôi rồi. Họ đã quyết định là cấm con dây ở trong sự lựa chọn cuối cùng để tránh được không? Là T1 có thể dám lên khu vực để cánh trên. Họ đang muốn chắc chắn 100% rằng T1 sẽ không có nhiều cơ hội lắm ở bất cứ một đường nào cả. Và đây là lý do tại sao mà con quen Winner Jay sẽ không được tham gia trong ván thi đấu này. Còn trong cái đó T1 bắt buộc mà thôi, họ phải cấm Syndra. Bởi vì bây giờ Shindong Gaming đã có lớp cái lớp lá chắn phía trước rồi. Đang là một con Saiyan thêm con Lulu bút nữa, cho nên nếu như có Syndra được có thể đẩy ra, có quá nhiều công cụ, quá nhiều sát thương phép, quá nhiều khả năng có thể giúp cho một con Jin dễ dàng tấn công thẳng vào bất cứ mục tiêu nào mà cái thằng của Shindong Gaming đang muốn. Và tôi đang thấy một Kanavi quyết tâm mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ruler ở trong ván thi đấu này. Sejuani sẽ có mặt ở trong ván thi đấu thứ hai. Có thể là đây sẽ là ván thi đấu thực sự sử dụng một con bài pháp sư khu đường giữa tới từ Shindong Gaming, một con bài pháp sư có khả năng giữ trận và khiến cho nhịp độ ở dàn mid game của các thành viên đội tuyển Shindong sẽ không bị trôi ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Với sự lựa chọn Sejuani thì hiện tại bạn có rất nhiều những con bài có thể kết hợp chung để có thể tạo ra những cái mũi nhọn tấn công mạnh, cho dù là tấn công thẳng vào khu đường giữa đi chẳng nữa. T1 thì sao? Họ phủ đầu luôn với Tristana. Tristana tất nhiên có thể sử dụng ở khu đường trên, nhưng trong bối cảnh này thì có vẻ những câu chuyện súng Tristana khu đường trên sẽ không phải là quá hợp lý. Để đối đầu với Sen, bạn sẽ có được cái áp lực ngay từ sàn đi đường, nhưng đè farm đối phương là câu chuyện thực ra cũng không phải là quá giá trị. Quan trọng là khoảng không để cho Tristana được farm tăng tiến trang bị. Ở khu đường giữa thế bạn đẩy đường tốt hơn so với mẫu pháp sư của đối phương và thực hiện những điều ramming, đồng thời là kéo máu trụ với những bọc thuốc súng và thêm cả tàn phá hủy diệt nữa thì sẽ là vô cùng tuyệt vời. Và on khu đường trên dành cho Just trong ván thi đấu này để chơi kèo hai tanh. Không, có thể sẽ là hai tanh rưỡi đến từ con bài Rakan này và hai xạ thủ. Đây là đội hình mà các đội tuyển LCK họ đã thi đấu khá là nhiều trong những trận đấu đã qua. Còn bây giờ thì JDG họ đang muốn nhá vào là một con Cassiopeia ở vị trí đường giữa để đối đầu lại với con Tristana. Con Tristana nhảy lên thì có thể khống chế bởi cái hóa đá, nhưng không, Tristana thì có khả năng sốc sát thương khá là tốt. Do đó thì Nai sẽ phải chơi cẩn thận ở giai đoạn đầu trận đấu. Còn về giai đoạn sau á, thì chắc chắn là một con Cassiopeia sẽ mạnh hơn so với cả Tristana. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đội hình của T1 với đội hình của JDG sẽ triển khai cái lối chơi như thế nào. Đội hình của T1 thì họ có là một vị tướng có khả năng mở rất là tốt, đó là con bài Rakan, cùng với hai vị tướng tanker cũng có khả năng mở đẹp. Như ở bên kia chúng ta có Lulu có khả năng búp tốt và hai vị tướng có khả năng gây sát thương tốt, nhưng Cassiopeia là một vị tướng gây sát thương phép, còn Tristana cùng với cả Saiya đều là hai vị tướng gây sát thương vật lý. Nó có thể hai tác dụng. Đầu tiên phải nói là trong giai đoạn đi đường, thật ra Cassiopeia là một trong những vị tướng đẩy lính nó khá là tốt. Nếu như có sự tác động nhẹ đến từ Sejuani trong những pha thiết lập ra cái lệnh phòng thủ khu vực đường giữa thì T1, đặc biệt là Faker, sẽ tương đối khó được việc là nhảy lên và vồ lên người của Nai. Đó là về mặt điều kiện trong dãy đường. Và khi vào giao tranh, thật ra là Nai đang có hai công cụ nó khiến cho T1 rất ngại. Một đội hình hiện tại đến nữa của T1 là một đội hình lao lên tấn công rất mạnh mẽ. Họ đang có Rakan, họ đang có Tristana, chưa kể đến là Maokai của Leon. Nhưng nếu như một cái hóa đá đang chờ đợi sẵn, nếu như một cái xa lầy đang chờ đợi sẵn, tôi e rằng đội hình này rất khó để nhắm được vào Cassiopeia, chứ huống chi là nói việc là động được vào người của Ruler. Đội hình của họ, đội hình của cả hai team đều có hai tanh, và rõ ràng là họ sẽ phải thiên về đọ đam về giai đoạn sau, đọ đam ở hàng sau. Nhưng rõ ràng một điểm đó là nếu như Rakan muốn bơi vào thực sự là khó trong bàn đấu này. Hai dàn chắn rất cứng cáp. Ở bên kia là một con Lulu có khả năng hỗ trợ dành cho người chơi xạ thủ và người chơi đường giữa một cách tối đa. Do đó thì tôi đang nghĩ là đội hình của JDG đang tương đối đẹp ở trong ván đấu này, đẹp hơn so với đối phương, đặc biệt là họ có sát thương phép. Và như vậy là ván thi đấu thứ hai của đụng độ giữa T1 và Shindong trong khuôn khổ chung kết nhanh thắng của MSI 2023 đã chính thức được bắt đầu. Chúng ta cùng nhìn xem những điểm ngọc tái tổ hợp có điều gì bất ngờ hay không. Đó là dư chấn tới từ Sejuani, Kanavi, và đây là một tình huống di chuyển chung tới từ các thành viên đội tuyển Shindong. Phi giao đôi là thứ được tăng bởi Wumayushi. Trái với lẽ thông thường khi chúng ta có bộ đôi xe Rakan ở khu đường dưới thì thường xuyên nâng một kỹ năng W để có thể gia tăng tầm ảnh hưởng dành cho cả hai người chơi. Nhưng
Cái động thái tăng ở phi giao đôi của Mayoshi là để báo hiệu cho các thành viên đội tuyển Shindong là bọn tôi có đủ thông tin và bây giờ là cơ hội để T1 có thể để lại một vài con mắt ở nửa rừng trên của đối thủ, nhưng họ cũng đang không muốn làm điều này. Faker là người đang rình ở ngay khu đường giữa để phát hiện xem liệu đối phương có muốn thực hiện một pha xâm lăng ở ngay từ đoạn đầu tiên hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Faker sẽ xử lý kèo đấu này như thế nào, bởi vì Faker anh ta sẽ là người chơi rất quan trọng trong ván đấu này. Nếu như không đè được vào này thì T1 họ sẽ rất là bất lợi về giai đoạn sau. Đòn phủ đầu đến từ Honor giúp cho anh ta có khả năng thăng tiến sức mạnh tốt. Nhưng bây giờ JDG đang muốn đi thẳng vào giữa đối phương. Máy quét đang được sử dụng đến các thành viên của Shindong Gaming và họ đang thật sự muốn thực hiện một pha cướp rừng. Và Carrier đang cần phải thoát ra một tí xíu. Còn trong khi đó thì T1 sẽ làm gì đây? Gumayashi hiện tại đang bị kẹt lại và Kera cũng được phát hiện một pha làm chậm khá thành công. Và kinh tức 3 sau chính đang đi bộ tới. Lượng máu của Gumayashi đang là một trong những cái lượng máu mà tương đối là bị yếu ở trong giai đoạn này với cấp độ đầu tiên. Mà trước khi đến anh ta phải mất cái tốc hành luôn rồi. Đây, cái chiến thuật này quen không? Quen lắm. Rất quen khi Saiyan sẽ hy sinh thời gian của mình để ăn nguyên cánh dưới và kết hợp cùng với người đi rừng sau khi dọn nguyên bãi rừng dưới để thực hiện một pha đai trụ ở từ thời điểm rất sớm. Nhưng T1 đã muốn hóa giải chiến thuật này. Họ cử Honor đi qua tình hàng hông và thêm cả Faker tới. Xuyên hành trắng thành công. Sắp thương đã được dồn vào. Nhưng Saiyan quay ngược trở lại. Cú đệ tàn không mục tiêu bị tấn công. Hiện tại là Honor chỉ cũng đã có. Dành cho Tristana và Honor sẽ là người phải nằm lại. Faker tốc biến qua bên kia bờ tường. Họ tạm thời ngăn cản được chiến thuật. Nhưng họ đang lỗ vì đang có thời gian chống để Ruler được đẩy một mình khu đường dưới. Còn Faker khu đường giữa thì đang nhận quá nhiều sát thương đến từ vị trí của Nai. Có thể sao solo kill của Raka đầu tiên dành cho Nai. IQ kia. Đó đơn giản là những gì mà các đội của Shindong Gaming đang làm được. Đầu tiên cần phải nói là nó lợi, nó không chỉ lợi ngay thời điểm này, nó còn lợi ở tương lai. Bởi vì Honor là người nằm xuống, anh ta đang bị chậm nhịp đi rừng hơn so với lại Kanavi. Anh ta chưa ăn xong bù xanh, anh ta chưa ăn xong con cóc. Còn trong khi đó Kanavi đang hướng tới con cóc rồi. Không chỉ như thế đâu anh Trung à, người đang thọt là 369. Khi mà rớt anh ta quay trở lại lane, anh ta ở lane trước. Nhưng Ruler là người hit được chỉ số lính, Humayusi thì lại không. Chỉ số lính kiểu 11 so với 4 chỉ số lính giữa hai người chơi xạ thủ. Và đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà bên phía của T1 họ định tổ chức tấn công với 4 người tụ tập nhanh hơn so với đối phương. Như Kanavi cấp độ 2, sức mạnh là ta tương đối lớn với một con Saiyan có nội tại. Một cái lượng sát thương gây ra đến từ một con Cassiopeia trong tay của Nai nó hơn hẳn so với Faker. Faker anh ta mất cấp độ 1, anh ta bị nhổ chết ở pha thi đấu này. Một đổi một mà thôi. Nhưng rõ ràng ở tình huống này anh Faker không có tốc biến. Và Nai trao đổi như này tôi nghĩ là Nai hơi lỗ. Nhưng về tổng quan mà nói thì người chơi đi rừng của JDG hơn một bãi quái rừng và tài nguyên dồn cho con bài Jinx trong tay của Ruler ở vị trí đường dưới. Bù lại thì rất hơn đối phương, nhưng chắc chắn rồi Jinx sẽ là mục tiêu cực kỳ quan trọng của ván đấu này. Thực ra thì hơn thì cũng sẽ không hơn được bao nhiêu, đúng không? Bởi vì kèo đầu khu đường trên này 369 sẽ bắt kịp lại tiến độ của Just nhanh chóng thôi. Đây là hai mẫu tướng tanh. Honor đã muốn khai thác, Sen vẫn còn tốc biến và đây là pha di chuyển thông minh tới từ 369. Nhưng đi đâu bây giờ, tốc biến mất quá sớm. Muốn cái quỷ gì? Tiếp theo là sóng cổ họng của những tấn công vẫn đang tiếp tục bị dồn sát thương và quay ngược trở lại. Cú đệ tấn công hết được một người. Kanavi là người tới để cover. Sát thương được dồn vào Honor, kích được choáng, dồn được sát thương. 369 về được và Honor có vẻ cũng là như vậy. Tiếp tục đu theo đuôi cái quỷ sĩ tốc biến quay ngược trở lại. Một quát vào được hai người và có nóng dồn. Không, đó là không có nóng dồn trên người 369. Muốn đai trụ, sát thương Faker là không đủ. Just đang là người đai trụ, Faker cầm thoát ra. Và sát thương là vừa đủ dành cho Faker để có điểm bảo cục thứ 3 dành cho bản thân mình. Hai màn quan trọng giúp cho Faker cùng với cả những người rộng của anh ta đã bắt đầu quay trở lại ở ván đấu này. Hai mạng này giúp cho T1 họ đang hơn so với đối phương là 1k tiền. Và Faker đã có 3 mạng ở trên người. Tiền đang dồn dành cho đúng người rồi. Và T1 chính thức là đội tuyển vươn lên dẫn trước so với đối phương. Còn trong khi đó thì khu vực đường dưới thật ra Gumayashi cũng đang có dấu hiệu có thể quay trở lại được. Anh ta cũng không hề lo sợ gì nữa rồi. Anh ta đang có một lượng chuyển sản phẩm rất ổn. Và trước khi đến ta có được vài hỗ trợ. Cho nên về mặt kinh tế và lượng trang bị khi Gumayashi về thì chắc chắn rồi, lượng trang bị của Gumayashi được đánh giá cao hơn khá nhiều so với lượng Ruler. Còn trong khi đó tình huống này cả Z cũng như là Honor đã xử lý rất tốt. Cả hai quyết định là khai thác 369. Và cái quan trọng hơn hết là họ biết cách chấp nhận. Bây giờ họ biết nếu như mà họ dứt điểm 369 ở trong khoảng thời gian sau khi mà lượng máu 369 hết đi thì chính cái nội tại của 369 nó mới nguy hiểm hơn. Thực ra 369 anh ta không có góc tốc biến ở tình huống này. Đến cái góc mà anh ta có thể tốc biến qua tường như Honor thì lúc đó có thể đu theo được. Do đó thì 369 anh ta hơi sợ ở pha thi đấu vừa rồi. Và cái giá phải trả đó là khi mà Faker tới thì T1 họ có được hai mạng rất quan trọng. Còn Nai thì anh ta đang tiếp tục pha về trên đường giữa. Rất hay, không có đòn bắn trượt và trụ nào cả. Đó là điều chúng ta hay mắc phải. Những tình huống hit and run, những tình huống hoàn toàn có thể tấn công và trụ đối phương nhưng Faker không bắn trượt bất cứ một đòn nào. Và điểm vào cục thứ ba này đến quả thực rất đúng lúc, bởi vì rõ ràng đây là thời điểm mà Faker rất khó để đối chọi 1-1 cùng với con Cassiopeia của đường giữa tới từ Nai khi cả hai đều đã sắp sửa tiệm cận cấp độ 6 rồi.
Cái kèo đâu khu đường trên thì đúng vẫn đang là lợi thế dành cho Rớt, và ở khu đường dưới thì cái sự thua thiệt không đáng bao nhiêu cả khi mà UVNC cần phải hứng chịu trước con Jinx nằm trong tay của UL, thì huống phát động cái cơ hội để ăn con rồng đầu tiên trong ván thi đấu này, một con rồng nước rất quan trọng dành cho các thành viên đội chiến đấu. Bởi vì hồi nãy Faker tay di chuyển lên khu vực trên, anh ta không hưởng quá nhiều lính, nó khiến cho Faker chưa thành lập được cấp độ 6 trong cái run này, đã có cấp độ 6 rồi, nó khiến cho cái pha ăn rồng đến từ phía của Sinh Đông Gaming nó tương đối là dễ. T1 họ chấp nhận câu chuyện đó, họ cần phải buông bỏ để hướng một tương lai tốt hơn, chứ nếu như di chuyển vào trong tình huống vừa rồi mà lỗ thêm nữa thì chắc chắn cái hệ lụy để lại đằng sau là rất nhiều. Nhưng bù lại thì JDG cũng đã mất đi một cái lớp kim trụ ở vị trí đường dưới rồi. Còn tạm thời thì ở vị trí đường giữa, Nai đã bắt đầu đứng lên cao khi mà anh ta có lợi thế hơn so với đối phương. Nhưng Faker đã có được một cái bó tay ánh sáng rồi. Nhưng Nai và đấu này anh ta cũng có hai mạng. Cuộc đối đầu giữa hai người chơi đường giữa ở trong ván đấu này sẽ vô cùng gay cấn. Còn ở vị trí đường dưới, Kera chưa có cấp độ 6. Tình huống này tình huống mà chặn lính cần có sự hỗ trợ đến xe Kadabi. Có một Nai đã bị giữ chân lại, anh ta đang bật xa lầy ra, anh ta đang sẵn sàng quay trở lại tấn công, nhưng mà nên đọc rất đầu. Và đã khiến cho Faker thật ra cũng không hài lòng lắm. Đúng vậy. Rõ ràng trong những cái pha Odin ở thời điểm hiện tại thì Faker sẽ là người có phần đuối thế hơn so với cái khả năng chống chịu và sát thương cũng như khả năng hồi phục tới từ con Cassiopeia đang cầm cái chinh phục đến từ vị trí của Nai. Thậm chí Faker có thể sẽ gặp thêm nguy hiểm. Anh ta đang gặp nguy hiểm thực sự, anh ta bị làm choáng bola băng hàn chưa có tới từ Kanavi, nhưng máu bị mất đi nó sẽ tạo ra cơ hội để tiếp tục duy trì thế đẩy đường dành cho Nai và tăng tiến nhanh hơn về mặt trang bị so với những gì mà Faker có thể làm. Đổi qua đổi lại thì cả JDG cũng cả T1 họ đều có những cái điểm mạnh trong đội hình của mình. Ít nhất là Faker đang có được 3 mạng trên người, anh ta sẽ là người chơi rất quan trọng để tấn công thẳng vào ngực của Nai. Còn Kadavi đang muốn đi thẳng vào dù đối phương, anh ta cướp bồ đỏ có vẻ anh ta rất cần có được 6 rồi. Nhưng mà tạm thời thì Kadavi vẫn chưa thể nào có thể cướp được. Honor vẫn đang giữ được bùa đỏ trên người của mình và thế đánh. Ô, chuyển địa chỉ luôn. Zin đâu có bên, họ chuyển đổi trạng thái tấn công rất nhanh. Họ cảm nhận là khu vực trước có thể khai thác được. Họ biết được là Gumayasi hiện tại vẫn chưa lên được cấp độ 6. Bất chấp cho hai con lực nên sử dụng tất cả mọi thứ vào người Gumayasi. Gumayasi đang bị kẹt lại. Ta đang đạp phải slam và ta đang phải nắm xuống là mày đã có dành đến xin. Và người đang có âm sát thương từ rủ đó Ruler. Tôi cảm nhận là Kera cũng tương đối khó được thoát đi. Ai sẽ là người âm sát thương từ rủ đây? Đó là Nai, và Nai vẫn thoát được. Kanami vẫn thoát được. Rốt một pha đai chủ quá thành công đã từ Zin trong game mình. Quá khủng khiếp, JDG họ có được hai mạng với tình huống nhấp nhả vô cùng đẹp. Còn Faker thì đang đẩy ở vị trí đường giữa này, hai mạng đổi lấy hai lớp kiên trụ. Và T1 chắc chắn rồi, họ sẽ là người lỗ. Kanavi anh ta đi thẳng vào dòng đối phương bị cướp để lấy bộ đỏ, vừa tới cấp độ 6, nhưng ý đồ đó không thành công. Nhưng tình huống đó vẫn là tình huống băng trụ thành công. Đầu tiên là một cái thả lưu đạn mang hỏa để ép cấp. Và sau đó thì Gumayusi anh ta né được cái gái nhìn hòa đá. Nhưng anh ta chịu quá nhiều sát thương, rất khó để có thể lùi về ở tình huống này khi mà Kadavi anh ta đã che sẵn cái góc lùi về của một con Zeya rồi. Và Kera bị ném độc, và Nai là người chịu sát thương với tử trụ một đòn thôi. Úi chà, thời điểm rất nhạy cảm. Nếu như đó là một tên lửa đạn đạo siêu khiếp chúng Honor, đôi khi con sứ giả đã thuộc về các thành viên đội tuyển Jin Dong rồi, với cái lượng máu còn rất ít tới từ Sakhanut, nhưng đó vẫn là sứ giả dành cho các thành viên đội tuyển T1. Và sau pha băng trụ vừa rồi, Cassiopeia đã có được cho mình hai điểm ở cục, sắp sửa hoàn thành xong được triệu chứng sinh. Jinx cũng đã có được một điểm ở cục và một điểm hỗ trợ, với một nữa được chia lại dành cho hỗ trợ Missing. Trong kéo đầu cung đường trên, lợi thế nó vẫn sẽ thuộc về Just với những gì mà anh ta nhận được ở đoạn đầu tiên. Còn vừa rồi là sự bánh trắng trượt tới từ vị trí của Kera, cũng mới chỉ là cấp độ 5 tới từ con Raka mà thôi, và áp lực không phải là quá nhiều dành cho Ruler. Thời điểm hiện tại, Missing cũng đang là cấp độ 5, và nhìn chung về lượng tiền thì sự chênh lệch lớn nhất trên toàn bản đồ hiện tại có lẽ nó đang nằm ở hai người chơi khu đường giữa, với mức chênh lệch lên con số là 700 tiền. Và hình như là khu vực nửa cánh trên, hình như là toàn bộ khu vực nửa cánh trên thì phải, khi mà hiện tại dấu hiệu Nick T1 họ đang lợi hơn là câu chuyện dễ hiểu mà thôi. Nhưng cái nơi trọng yếu nhất, cái nơi quan trọng nhất để cho anh phía của T1 nghĩ tới chiến thắng là khu vực đường dưới với Gumayusi thì hiện tại đang không hài lòng lắm. Anh ta vẫn đang lỗ khá là nhiều, và chưa kể đến anh ta có một cái khoảng thời gian nó sẽ không vui nữa, đó chính là khi mà 15 con lính tiếp theo được hưởng được Ruler, anh ta sẽ có thêm một lượng tiền. Và nếu như không có những tác động về mặt vật lý, không có những tác động để cho mục đích là dứt điểm được Ruler, thì tôi e rằng khó có thể nói rằng là Gumayusi có thể nghĩ tới việc là mình hơn tiền với Ruler, với lại Ruler phía bên kia. Nhưng rõ ràng với những cái lợi thế ở đầu ván đấu thì Ruler đang rất dễ farm, và một con Rakan thì cũng không đủ áp lực để khiến cho một con Lulu khó khăn trong giai đoạn đi lane. Tạm thời T1 đang hơn tiền so với đối phương là 800 tiền. Họ đang còn sứ giả khai đất trên người của Honor chưa thả, nhưng JDG họ cũng có được một con rồng. Và Faker vẫn đang xanh, Zerg vẫn đang ổn ở thời điểm hiện tại. Anh ta đã có đâu cho mình là một cái khiên thái dương rồi. Đây cũng là một con On có khả năng thăng tiến sức mạnh về giai đoạn sau rất là tốt, và điểm tựa để giúp cho các thành viên của T1 có được những cái món trang bị rèn đồ. Đội hình của T1 không có sát thương phép, và On với khả năng rèn đồ sẽ bù đắp cái khoản thua thiệt về lượng sát thương phép so với đối phương.
Đúng vậy, đó là lý do tại sao mà cái đội hình Scarlet của thành viên đội tuyển T1 sẽ là tương đối mạnh với 5 món trang bị được nâng cấp lên bởi cái nội tài đến từ On trong tay của Just. Nhưng cái câu chuyện là Just cứ phải được chơi một cách thoải mái như thời điểm hiện tại đã để có được một cái tốc độ tăng tiến về mặt kinh nghiệm là nhỉnh hơn so với con Saiyan trong tay của 369. Trang bị hoàn thành một cách nhanh chóng hơn tới từ Just. Bây giờ anh ta đã có được thiên thái dương, phía bên kia vẫn đang chỉ là hai mảnh tới từ thiên thái dương. Cả hai người chơi đứng trên đơn thuần chỉ là thi nhau đẩy đường và clear những quay lính, vẫn chưa có một pha tác động thực sự nào vào trụ mộ cung đứng trên tới từ Just để kiếm được tàn phá hủy diệt hay bất cứ một điểm nào có lợi và khai thác đi được những lớp giáp trụ. Như ở khu đứng dưới thì UAC cũng đã chính thức cân bằng được lượng tiền về số lượng giáp trụ, còn khu đứng trên thì sao? 369 ngăn cản thành công được pha bấm B về nhà đến từ Just và anh ta vẫn đang tỏ ra rất khó chịu. Với thêm cái vấn đề nữa đó là từ nãy giờ Just không cản được cái stack nội tại đến từ 369. 369 đang đánh một cách rất là thoải mái, rất là tự tin và tầm bên này tích stack nội tại vô cùng tốt và Just đang chờ đợi trong tình huống solo kill hay chặt đây. Tôi cảm giác hai người chơi chống chịu thì việc solo kill là một câu chuyện rất khó có thể xảy ra. Có một điều là Just có dịch chuyển, 369 thì không. Đánh nhau ở khu vực hàng rồng thì chắc chắn rồi một con Rakan sẽ nguy hiểm hơn so với cả con Lulu ở thời điểm này. Đứng đợi bóng về, cái lập tức qua Bolaban ra và khiến cho nó mất khá là nhiều máu, người ta đã cần phải lui về. Thực ra Jin Dong Gaming biết được vấn đề đó. Đó là do tại sao mà hồi nãy Kadami quyết định là quăng Bolaban để ít nhất là lấy cái phép hỗ trợ gì đó, nó đưa cái thế dịch chuyển của Zed vào một cái thế cân bằng nhất định. Nhưng mà đáng tiếc chuyện đó không diễn ra, thả ra sứ giả khí nước. Và chắc chắn cái thành viên của Jin Dong Gaming quyết định là bỏ họ. Biết thời điểm này đánh nhau trong tình trạng 369 không thể nào phục vụ được thì không có nhiều cơ hội lắm để có thể giành được lợi thế lớn. Còn trong một đám Faker, ôi không có, không có lớp khiên cho Faker ở khu vực đường giữa. Một pha thả sứ giả có phần hơi hời hợt tới từ các thành viên đội tuyển T1. Có lẽ là họ muốn mượn thế con sứ giả để hướng ra khu vực hàng rồng. Nhưng cặp đôi đường dưới của họ lại bị áp lực bởi Ruler và Missing đè nên không thể có một pha di chuyển. Honor muốn vòng xuống khu đường dưới. Lộ rồi bạn ơi, bạn sẽ không có được cơ hội tiếp cận. Missing và Ruler lùi về rất nhanh chóng khi máy quét vẫn chưa được vội lại tới từ người đi rừng bên phía T1. Hoàn thành với trang bị đầu tiên, đó là một cái mũ trụ nguyền rùa tới từ vị trí của Honor. Và các thành viên đội tuyển T1 đang tiến ra để sở hữu con rồng thứ hai trong ván thi đấu này. Một trận đấu rồng 1 là rồng nước, rồng 2 là rồng gió, rồng 3 lửa đi cho nó mắc mình. Lần này tôi chỉ mong bản đồ rồng lửa xuất hiện mà thôi, và đó là rồng lửa. That one I'm talking about. Tuyệt vời lắm ơi. Và đó là rất tuyệt vời. Đây sẽ là con rồng lửa, một con rồng rất khác màu đến từ cả hai đội. Và chắc chắn rồi, cả hai đội đều sẽ đủ lực để có một con rồng lửa này khi mà hai bên đều chia sẻ một con rồng, tức là vẫn là một cơ hội ngang nhau mà thôi. Đúng là như vậy, dòng lửa hay dòng đất ở trong và đấu này đều chiến cả. Và đó chính là con dòng lửa. Thời điểm vừa rồi, thời điểm T1 cũng có được một con một đơn vị dòng khi mà Zerg anh ta đã về nhà. Có di chuyển trong đó thì 369 thì không. Ngoài ra thì Bolaban của Kadavi cũng không có. Cái nhịp đánh của JDG là không có ở thời điểm vừa rồi. Và do đó thì họ bắt buộc phải nhường con dòng dành cho đối phương. Nhưng Nai về nhà đã có được cho mình là một cái triệu chứng sinh rồi. Nai sẽ là một ngòi nổ tiếp theo từ JDG. Đầu game có thể thua thiệt so với cả một Tristana. Nhưng khi có 2 đến 3 món trang bị lớn rồi, những cái pha nhảy lên đến từ Faker, chắc chắn rồi Nai sẽ không còn ngại nữa. Và thời điểm hiện tại thì JDG họ có nhiều phương án để triển khai lối chơi tiếp theo. Họ có thể để cho Nai cũng cả Ruler thăng tiến thêm sức mạnh. Còn T1 họ sẽ hướng tới là ép những mục tiêu tiếp theo khi mà On một vị tướng có khả năng che chắn cho đồng đội của mình tương đối khỏe. Ngoài ra thì Tristana của Faker bây giờ anh ta đã có được một món trang bị lớn rồi, ngưỡng sức mạnh của anh ta đã có. T1 họ cần phải vội vàng hơn trong những việc là ép những mục tiêu của đối phương, đặc biệt ở con sứ giả tiếp theo. Và cái bây giờ họ cần đó là trong những pha giao tranh họ sẽ cần phải nhường được mạng cho Gumayoshi. Gumayoshi đang thực sự gặp vấn đề khá lớn ở trong giai đoạn đường, anh ta đang phạm thu hoàn toàn sau Ruler phía kia. Trước khi đến Ruler còn có một màn hạ gục, một màn hỗ trợ, nó khiến cho ngưỡng kinh tế đến từ Ruler cực kỳ thoải mái. Và anh ta cũng khá thông minh, anh ta biết đây là một giai đoạn rất nhạy cảm, đội hình đối thủ lao vào rất mạnh, cho nên là lên cung phong lưng chứ không phải là móc nhìn thị quái, một sự lựa chọn rất an toàn đến từ Ruler. Còn trong khi đó thì bên phía của T1, hiện tại tôi vẫn đang chờ đợi xem là Gumayoshi sẽ lên một món trang bị gì. Nhưng tạm thời khoảng thời gian này kinh tế của Gumayoshi đang tương đối là khó khăn, cho nên vẫn chưa thể nào hoàn thành được món trang bị thần thoại. Dính cơm cung phong linh, chẳng lẽ Saiya lại không hướng tới một cung phong linh? Mặc dù là cái móc thì quái sẽ khiến cho nguồn sát thương đầu ra của con Saiya đằng tay Gumayoshi được đảm bảo thêm tương đối nhiều. Nhưng ai biết đâu, bởi vì đây cũng là đội hình có hai xạ thủ với thêm Tristana đã hoàn thành móc từ trước. Bolaban được thả ra rất nhanh nhưng nó bị counter chỉ vô pha dâm nhảy tên lửa, và bây giờ là quyền lực thiên nhiên đang được thả ra. Raka đang muốn lao vào và đó là rất nhiều sát thương, nhưng không, ngay lập tức đó là một tình huống băng ngược trở lại. Nai đang là người tấn công và Nai đang lùi ra một tí xíu để tránh trường hợp mình trở thành nạn nhân cái tình huống tấn công. Đây là các thành viên của T1, Ruler vẫn đang được bắn, còn trong đó Faker đang kích được nhiều đồ chết người, nhưng ý định đánh đến từ bên phía của T1 đang tạm thời phải dừng lại ở đây mà thôi. Họ đang cảm nhận được là 369 thật ra vẫn có thể tác động lên trụ, cho nên rất khó để T1 có thể làm được gì nhiều lắm. Nhưng với tình huống giao tranh rồi, với cái Bolaban đã không có đến người của Kadavi thì chắc chắn T1 họ thoải mái có được con sứ giả khế ước. Đúng là như vậy, tài nguyên đầu tư đến từ cả hai team đều ngang nhau, mỗi team sử dụng hai chiêu cuối. Nhưng rõ ràng ở thời điểm này T1 họ có một nguồn sức mạnh tốt hơn, đó là một con Tristana đã có móc thịt hiểm quái. Và
anh ta có khả năng gây sát thương tốt hơn so với cả Nai. Nai ở tình huống vừa rồi cũng rất là thấp máu nên anh ta bắt buộc phải lùi về. Sứ giả đã có dành cho T1, nhưng bây giờ JDG họ đang muốn đòi lại bằng cái trụ đầu tiên ở vị trí đường dưới này. Thế trận vẫn đang rất khó nói đến từ cái team T1, chỉ hơn một chút tiền mà thôi. Đúng vậy, sự chênh lệch tiền nó chỉ rơi vào con số 500 và chắc chắn nó sẽ được gỡ hòa sau khi mà Nai ăn thành công được trụ một ở khu đường dưới. Rồng mỗi bên một con, sứ giả thì T1 là người có lợi hơn, nhưng con sứ giả đầu tiên coi như chúng ta không tính. Và con sứ giả thứ hai này thì để xem là nó có thể khai thác được gì giúp cho T1 hướng tới việc là gia tăng được chênh lệch về lượng tiền so với thành viên đội tuyển Jin Dong hay không. Một ván thi đấu mà các đường của Jin Dong vẫn đang làm rất tốt, đặc biệt khi 369 là trận đầu tiên thua thiệt tương đối nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Tăng ngang kinh nghiệm, anh tăng ngang số lượng quái và tiền anh ta cũng chỉ còn thua 400 so với con On Time Just mà thôi. Và T1 bây giờ cái họ cần phải làm đó là con Sinh Crit này phải lấy được công trình. Bởi vì nếu như không lấy được công trình, một hồi đánh rồng rất khó đánh. Đối thủ vẫn đang dẫn trước ở khu vực trụ một đường dưới. Nó giúp cho cái thế ra khu vực rồng của bạn cực kỳ thoải mái. Bạn có thể di chuyển sang khu vực đường của đối thủ, cấm những con mắt, kiểm soát, nhìn thấy được T1 đang làm gì ở ngay khu vực đường của mình. Và từ đó thiết lập một đội hình giao tranh nó thoải mái hơn, nó tấn công mạnh mẽ hơn. Cho nên bây giờ chỉ có cách là thả con Sinh Crit thật đẹp để bạn có được công trình. Ít nhất là ví dụ như công trình đường giữa thật ra cũng được, để một phần nào đó cải thiện mặt tầm nhìn so với đối thủ phía bên kia. Đúng là như vậy, con rồng tiếp theo sẽ là mục tiêu rất quan trọng. Và sứ giả thả ra vị trí đường giữa này, nó hút một cái thì cái trụ sẽ bành. Và 49 giây nữa con rồng nó sẽ hồi sinh. Tóc Bình lên giữ chân lại, Ruler đây được kích tất cả mọi thứ để có thể hỗ trợ và được bạc. Và nó khiến cho Honor thật ra cũng bị mất tóc biến trong tình huống này. 39 cũng đã dịch chuyển rồi, con rồng sắp sửa ra. Và ý định đến từ Vinci One sẽ là gì đây? Honor hiện tại vẫn đang chưa quyết định là mình sẽ thả con sứ giả khế đức. Gumayusi vừa rồi ăn một tình huống phát bắn và nó tương đối khó để có thể khiến cho Gumayusi có thể làm được gì lắm. Anh ta vẫn đang cần phải lùi lại một xíu. Mốc diệt thủy quái là món trang bị của Gumayusi. Đúng vậy, anh ta biết cảm nhận là anh ta bị chậm về mặt trang bị. Nhưng ta quyết định là lên món trang bị có một lượng sát thương nó khá là ổn ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu. Tiếp tục vẫn đang là những pha gầm ghè nhau ở khu vực đường giữa hướng thẳng ra tới hang rồng. Tấn công vào Kera với một con Rakan, tôi đánh giá rằng nó cũng gần như là tấn công vào một con Rom vậy. Một pha lao lên tương đối cao và thả xa lầy tới từ vị của Nai. Nhưng cú xa lầy đó cũng không đem lại những hiệu quả tích cực. Và bây giờ là thời điểm thả ra sứ giả và áp lực vào khu đường giữa. Rakan hiện tại đã mất đi một phát thần tốc và anh ta chỉ có cái sự hoành tráng kết hợp cùng với những pha hỏa diễm hiệu triệu của On để làm thứ tung ra cho đầu giao tranh mà thôi. Và bây giờ là hỏa diễm hiệu triệu, ôi nhưng dê không được hút và sứ giả đã hút thành công trụ một của đối thủ. Nai đã muốn băng cao lên một pha lao hóa đá, cái nhìn hóa đá được ba người. Màu cao vẫn đang là người bị cô lập và hất tung chỉ được một mình tay của đối phương là Kanavi và Chớp là người tiếp theo phải nằm. Jinx đang bắn hưng phấn khá nhiều, của Yoshi là một tiêu bị làm chậm và Faker cũng không dám lao vào thêm được nữa. T1 thua trong tình huống giao tranh vừa rồi trước Xin Đợi. Một cái nhìn hóa đá rất đẹp đến từ này. Và cái đội hình của JDG họ giữ cự ly đội hình cực kỳ chuẩn xác ở pha giao tranh vừa rồi. Không ai mắc một lỗi vị trí dù chỉ một lỗi nhỏ mà thôi. Và JDG họ có pha giao tranh thành công, họ đang hướng tới con rồng này. Con rồng vẫn đang được ăn với cái thằng Sinh Đông Gaming. Faker đang lừa góc được cái thẻ bắn. Gumayusi cũng đang muốn lao vào Kerriga sẽ là người duy nhất có thể được mở ra. Nhưng một tình huống sau này nó bung ra và có được chọn là Gumayusi khi mà ta phải bung chiêu cuối để tránh vào một cái chiêu cuối đến từ Kanavi. Và lấy một lần nữa đội hình cự ly di chuyển quá kinh dị của Sinh Đông Gaming. Hai người đứng ở giữa là hai người chống chịu, đứng bên trái cùng là Nai. Bây giờ ta biết cái vị trí của anh ta là một vị trí rất là dễ để có thể thoát khỏi tình huống tấn công. Chúng ta xem dưới cái ly đội hình hai người che quyền đang mất diệt. Chúng ta nhìn này, Ruler với Nai đứng ở đằng sau lưng của Sezu và sai hình và đứng cái hướng mà quyền lực anh này không tới nữa. Zed lại là người đã bị hất văng lên bởi cú đệm tàn khốc đến từ Sion. Điều đấy khiến cho con Zed lần hai không được hất văng ra và Nai ngay lập tức quay ngược trở lại với một cái nhìn hóa đá quá đẹp và cuộc chống bắn là cực kỳ nhiều dành cho Ruler. Và trong khi đó thì Gumayusi không có được cơ hội tuyệt vời như vậy, cả Faker cũng như vậy, vẫn tiếp tục là pha tranh phải gọi là sơn cả da gà đến từ các thành viên đội tuyển Jin Dong Gaming. Bởi vì tất cả thành viên trong đội hình đều đã làm quá tròn cái nhiệm vụ của mình, không sai bất cứ một ly nào. Và Nai ta biết là anh ta có chiêu cuối, anh ta phải đứng lên cao để gây hiệu khống chế lên đối phương và khiến cho nhịp tiến lên đến từ T1 là không có ở pha thi đấu vừa rồi. Bởi vì cái nhịp đầu T1 có vẻ như có lợi thế khi mà có sứ giả khen nước nó thả ra, nhưng không, Nai nói không, Nai hóa đá trúng ba thành viên và nhịp phản công của JDG là có ở pha thi đấu vừa rồi. Kera không có chiêu cuối ở tình huống đó, rất khó để có thể mở một pha đẹp. Và sau đó thì JDG họ quyết định là lao tới khi mà đã có thế phản công chiến thắng ở pha giao tranh vừa rồi, kết hợp một con rồng. JDG họ đang dẫn trước so với đối phương và đặc biệt đó là Nai ở thời điểm hiện tại anh ta đang hướng tới món trang bị thứ ba, còn Faker thì bây giờ chưa có hai món. Sự chênh lệch giữa hai người trên đường giữa sẽ là vấn đề lớn nhất ở trong bàn đấu này, ở trong những diễn biến tiếp theo. Nó còn chưa kể đến thật ra để có thể dứt điểm được Nai, bây giờ thời gian ngốn rất nhiều. Trụ Duy đã có trên người khả năng làm chậm và ta đang chuẩn bị tích xong hết tắc của cái trụ thường sinh nữa để giúp cho tất cả những gì mà Nai có thể làm để hướng chịu một đòn sát thương
rất là mạnh mẽ đến từ đối thủ là một chuyện cực kỳ dễ mà thôi, anh ta sẽ không hề lo sợ vấn đề đó. Nhưng mà chưa kể đến, thật ra đội hình của Shin Dong Gaming không có ai cảm giác là yếu cả, kể cả là hiện tại một người đang bị thua lính khá nhiều đó là Bà Sao Chính, anh ta cũng không hề lo sợ. Bởi vì từ nãy giờ anh ta đang đi kèo với lại một thành viên sát thương không nhiều lắm, đó là một con On. Chỉ có những pha chơi hit thì ta mới gặp vấn đề về mặt giáp thôi, chứ nếu như không anh ta cứ bật giáp anh ta farm lính. Cho nên là cái stack nội tại của ta đang càng ngày càng khỏe, và càng về sau anh ta càng trâu thì rất là khó để cho bên phía của Siêu Quang có thể nhắm tới việc là tấn công được Bà Sao Chính về chiếc điểm của anh ta với một tốc độ nhanh nhất có thể. Cần hai cái móc gì thì quái, à xin lỗi các bạn, là cần đến hai cái nỏ thần Dominic để các thành viên đội tuyển G1 có thể vượt qua đấy khả năng chống chịu đến từ 369, hoặc là giảm bớt đi phần nào đấy cái khả năng chống chịu đến từ 369 và thêm cả Kanavi nữa, và khiến cho nguồn sát thương tuyến sau nó là thực sự đủ chắc. Nhưng tuy nhiên điều kiện nó có đến từ nhiều thứ hơn, đặc biệt là cái dàn tank cần phải có đủ cái khả năng chống chịu để tạo ra được những tình huống ngăn cản đối phương tràn vào và có nhiều khoảng trống hơn để gây sát thương dành cho cả Tristana cũng như là con Saya đến từ bên phía của G1. Điều quan trọng nhất là các thành viên G1 cần phải ra vào do tranh đủ khéo để khiến cho UL không thể kích được hưng phấn. Hai con trâu liên tục với những vài chạy hit, và thứ họ làm được là cả hai đều trở nên trâu hơn sau những pha chơi hit kiểu như vừa rồi với cái quyền năng bất diệt. Tạm thời những pha trao đổi liên tiếp đến từ cả hai team, và JDG là người có được những cái lợi thế nhất định ở trong những tình huống giao tranh vừa rồi. Rớt bây giờ anh ta rất cần cấp độ để dẹt đồ cho những người đồng đội, bởi vì anh ta chính là cái điểm tựa lớn nhất ở thời điểm này. Khi mà Guma Yuxi đang thua thiệt so với cả Ruler, còn Faker thì anh ta đang có một cái thế không ổn trước một Nai, khi mà Nai anh ta có được cái ngưỡng sức mạnh về giai đoạn sau tốt hơn so với cả một Tristana. Ở tạm thời ở thời điểm này, rớt cùng với cả 369 đều chỉ phòng thủ lính mà thôi. Mục tiêu trên bản đồ chưa có. Phép bổ trợ chúng ta điểm qua xem nào. Cấp biến có đến từ tất cả thành viên của T1, còn Kanavi cùng với những người đồng đội của anh ta thì cũng là như vậy. Giao tranh tiếp theo sẽ là một giao tranh rất đẫm máu. Chúng ta sẽ cùng chờ xem hai team sẽ kiểm soát bản đồ như thế nào. Vẫn đang là câu chuyện kiểm soát tầm nhìn ở xung quanh khu vực hang Baron, và thời điểm mà con rồng lửa thứ hai trong ván thi đấu này hay là con rồng thứ tư ở trong ván thi đấu xuất hiện, chỉ còn một phút đồng hồ nữa mà thôi. Chiêu An đang đặt rất nhiều trọng tâm của mình lên khu vực Unbaron. Họ biết là tốc độ Unbaron của mình là nhanh với Tristana với thêm cả Saya nữa. Vì thế nên họ đang muốn dồn mọi thứ vào để có thể tạo ra một pha đánh đổi. Riêng đồng mình tôi cũng nghĩ rằng họ không sẵn sàng cho việc đánh đổi, và họ cũng không hài lòng chút xíu nào với việc là họ có thể ăn về cho mình con rồng thứ ba nhưng lại để cho đối phương lấy được của Unbaron và gia tăng tốc độ đầy công trình. T1 đã có một lợi thế nhẹ, nó dựa trên con mắt họ cắm cái khu vực bãi sói. Nếu như mà rớt có một pha dịch chuyển đẹp để có thể bọc hậu tuyến đằng sau và có thể hất tung được Ruler lên thì cơ hội thắng là đối với T1 sẽ vô cùng cao. Nhưng đó là trong trường hợp Zeno Gaming từ giờ cho thấy con rồng xuất hiện họ không phát hiện được con mắt đó thì chỉ sẽ tương đối dễ mà thôi. Còn nếu không thì tôi e rằng là bên phía T1 sẽ không có phương án nào có thể giữ chân Ruler lại. Chúng ta thấy từ nãy giờ quá nhiều công cụ được có thể che và không có một cách nào để có thể cho cái quyền năng bất diệt đây rồi. Quyết định là dịch chuyển cái đằng sau lưng luôn, nhưng ở một cái góc khác, một góc độ nó có thể dễ dàng tấn công. Bắt đầu quá nhiều hiệu triệu, bắt đầu hất tung là quyền năng bất diệt người đang phải bỏ chạy ra. Ruler rồi có vài cục lượng máu rất là hết, và ta đã được hỗ trợ thêm rồi. Kanavi đang cố gắng thoát đi, ta quay ra là tấn công người Zed, và Zed cũng đang cố gắng bỏ chạy. Cú mình sẽ bắn lên từng người 3 thứ 9, nhưng mà sập sau nó không bao nhiêu sát thương cả, mọi thứ đã dồn người 3 thứ 9, nhưng 3 thứ 9 vẫn còn đang khá khỏe, nhảy lên bắn. Faker nhảy mắc sai lầm, hỏa cao để bắn. Faker nằm xuống, mày sẽ đào đã có. Ruler được quăng lao lên, Zed không được hai thành viên và lao vào tấn công này là phải nằm xuống rồi. Beria chịu rồi, và sẽ là qua đà kêu cho Chelsea và chính vậy cho T1 một pha đầu tiên qua đến Beria. Một pha mở rất đẹp đến từ Zed, bắt được cực kỳ nhiều tài nguyên của các thành viên CDC, đặc biệt là Rua anh ta rất bao pha đầu rồi. Và nhịp tiếp theo cả hai team đều vờn nhau, nhưng pha lao vào quyết định đến từ Honor. Anh ta dùng sóng cổ họng đẩy văng Rua về trạng thái nguy hiểm, và Gumayoshi anh ta ở vị trí phía sau và gây sát thương. Faker đây bản rất sớm nhưng từng đó nó là không đủ. T1 vẫn có được chiến thắng ở pha giao tranh vừa rồi, và một chiến thắng, một tình huống quét sạch đối thủ trong khi Ruler vẫn bạn quên cái khó bây giờ là endgame nè. Đúng đấy, Honor phải nằm xuống, người đưa ta ra để chọn đó là Kumayoshi đang tương đối bó, đang cố gắng tác động lên nhà chính nhưng mà không được. Một người nằm xuống, người nằm xuống, và Faker nhưng mà rất nhiều, nhưng vấn đề phải là phá được cái nhà chính.